Những thiết kế mang phong cách đĩa bay gì nó lạ lắm. Đầu tiên là cầu thang cạm bẫy, ăn trộm mà bị dí chạy vô đây là tới một đống công chuyện. Đây là khi ông thợ xây thích cà khịa mấy cụ đi xe lăn, tặng cho họ một thử thách nho nhỏ: toilet dành cho mấy người có chứng sợ hột với sợ lỗ. Còn ông thợ sau khi xây xong đã mất tích. Cái thành chắn đường bự ghê chưa, nếu mà có người xấu chắc nó sẽ dừng lại cho đó. Cầu tuột mang phong cách ấu xì mà, tuột xuống mở mắt ra kiểu ú à, con xin chào.